Giới thiệu anh em cái van điều khiển dầu bên hút nhé, của Molling Y10 Y20 gate. Đây, xem chân này có hai đời nhé, một đời chân này hai đời ngược nhau nhé, cái này là ngược nhau, có một đời là cái này chân này nằm bên này nữa nhé. Đấy là cái mã này, đây cái mã của nó là 24355030 10 nhé. Còn cái đời mà mã chân bên này nó là 03011 nhé. Nếu anh em cần phụ tùng gì cứ Zalo cho mình 0979518145 nhé. Xin chào anh em nhé.